câu chuyện cổ tích đời thực của ông Bụt sống Việt Kiều Đức và cô gái miền Tây nghèo, bệnh tật. Được anh Dinh Chi Thomas giúp đỡ khi ngất xỉu trong lúc làm việc, chị Tuyết Vân không ngờ lần đầu gặp vị ân nhân ấy chính là định mệnh kết nối hai con người xa lạ thành bạn đời của nhau. Cuộc gặp gỡ định mệnh. Chị Lê Thị Tuyết Vân, 36 tuổi, là người con gái thứ 10 sinh ra và lớn lên trong một gia đình thuần nông ở Long An. Tháng 5 năm 2005, cô gái có vóc người nhỏ nhắn, da sạm đen từ quê lên Sài Gòn ở nhờ nhà người chị họ làm kinh doanh nhà hàng để chữa bệnh đau cuộc sống. Một lần, nhà hàng đông khách, Vân được nhờ mang hóa đơn thanh toán cho một bàn có 5 vị khách nam. Chưa kịp nhận tiền hay nói bất kỳ câu gì, cô gái 19 tuổi đã ngã sõng xoài ra đất, ngất xỉu. Còn những vị khách chứng kiến cảnh tượng ấy được phen tá hỏa vì không hiểu chuyện gì xảy ra. Tình huống bất ngờ khiến ai nấy lúng túng nhưng anh Chi Thomas, vị khách ở bàn ăn 5 người ấy đã kịp định thần lại, nhanh chóng cùng chủ quán đưa Vân vào phòng. Sau khi nắm được bệnh tình, lý do ngất xỉu của cô gái trẻ, người đàn ông Việt Kiều Đức nhờ những người trong nhóm kết nối các mối quan hệ để tìm bác sĩ chữa cuộc sống cho cô. Tuy chỉ là hai người xa lạ chưa hề quen biết, lần đầu gặp đã rơi vào tình huống trớ trêu nhưng sau sự việc hôm đó, anh Chi Thomas cứ nhớ mãi hình ảnh cô gái ốm nhom, có đôi mắt thâm quầng với căn bệnh quái ác. Ấn tượng ban đầu và niềm thương cảm trước tình cảnh bệnh tật của cô gái trẻ thôi thúc vị Việt Kiều Đức phải làm gì đó. Hai ngày sau, anh lục lại hóa đơn tính tiền, tìm kiếm số điện thoại nhà hàng để gọi hỏi thăm rồi trực tiếp đưa Tuyết Vân đến bệnh viện khám. Nghe bác sĩ chẩn đoán, Vân mới biết ban đầu mình mắc chứng cơ phát triển không kịp với xương ở tuổi dậy thì. Đáng lẽ chỉ cần thể dục, ăn uống điều độ là có thể phục hồi, nhưng Vân lại uống thuốc của thầy lang ở quê nên bệnh tình trở nặng. Bên cạnh đó, cô còn sử dụng các loại thuốc của phòng khám tư mà không biết rằng đó đều là các dược phẩm có chứa chất gây nghiện. Về phía anh Chi Thomas, chuyến công tác với phái đoàn Đức về Việt Nam lần này để lại trong lòng anh nhiều kỷ niệm đáng nhớ. Trước khi trở lại Đức, anh mua tặng Vân một chiếc máy massage với hy vọng cô gái xa lạ có thể vượt qua bệnh tật và mau chóng khỏe mạnh, vực dậy tinh thần. Thậm chí, khi đã về trời Tây, dù cách nhau cả 10.000 cây số nhưng người đàn ông này vẫn thường nhắn tin hỏi thăm sức khỏe cô. Thời gian đầu, cuộc trò chuyện của cô gái Long An không biết ngoại ngữ với chàng Việt Kiều 30 năm sống ở nước ngoài cũng chẳng dành tiếng Việt, chỉ là những lời hỏi thăm qua loa, ngắt quãng, em còn đau không, vẫn đau. Dần dần, những câu chuyện hàng ngày đều đặn và kéo dài hơn rồi cả hai nảy sinh tình cảm từ lúc nào không hay. Dù được anh Chi Thomas giúp đỡ nhưng Vân luôn giữ sự chân quý và trò chuyện có chừng mực, không bao giờ lợi dụng lòng tốt của người đàn ông Việt Kiều. Có lần gặp lại, anh mời Tuyết Vân đi ăn. Cô vừa cho thức ăn vào miệng đã nôn thốc, ướt hết vai áo và cánh tay người ngồi cạnh. Di chứng của căn bệnh cũ khiến cô không chịu nổi mùi hành và các loại gia vị của món ăn. Trái với sự lo lắng hiện hữu trên mặt Vân, anh Chi Thomas không hề khó chịu mà còn động viên cô cố gắng ăn thêm cho lại sức. Vì bị bệnh, ăn uống khó khăn nên cơ thể Vân cứ gầy gò, ốm nhách. Những lần xa cách, anh không quên gọi điện, nhắn tin nhắc cô gái ăn uống đầy đủ để giữ gìn sức khỏe bản thân. Mỗi lời hỏi thăm dù chẳng hoa mỹ, câu nệ như, mỗi lần em ăn cơm, hãy nghĩ về anh và nhớ ăn dùm cho anh một chén nữa nhé. Nhưng lại khiến Vân vô cùng xúc động và càng thêm yêu mến vị ân nhân đời mình. Chuyện tình cổ tích của cô gái nghèo với ân nhân. Khi tình cảm tiến triển tốt đẹp, những dòng tin nhắn không còn đủ để thể hiện yêu thương, cả hai chuyển sang gọi điện. Anh Chi Thomas còn chăm chỉ bổ túc lại tiếng Việt để trò chuyện với chị Vân dễ dàng hơn. Mỗi năm, anh về Việt Nam công tác vài lần. Ngoài lúc bận rộn với công việc, anh luôn dành riêng vài ngày cho chị để cả hai có thời gian gặp gỡ và gắn kết hơn. Mùa hè năm 2007, tại Sài Gòn, cặp đôi chính thức bắt đầu chuyện tình yêu cổ tích với nụ hôn má nồng nàn, đầy cảm xúc. Chị đưa anh về quê nhà ở Long An thăm gia đình. Thấy bố mẹ phải bán ruộng, vay mượn khắp nơi để chữa bệnh cho chị, anh không ngần ngại chuộc lại ruộng, trả nợ giúp gia đình cô. Tạm bớt gánh nặng, chị Vân cũng lấy lại tinh thần, bệnh tình nhờ thế thuyên giảm. Khi biết tin không thể có con do bệnh tình lúc trẻ, mình hụt hẫng, xuống tinh thần và khóc suốt ngày đêm. Lúc đó, anh luôn là người an ủi, động viên mình vượt qua cú sốc lớn trong cuộc đời. Anh bảo rằng, con cái là duyên trời định, nên không thể có cũng đừng buồn, và anh sẽ bù đắp khoảng trống ấy bằng bất cứ thứ gì mình muốn, chị Vân nhớ lại. Để khẳng định tình cảm, anh Chi Thomas cũng dẫn chị Vân lại nhà bố mẹ ở Sài Gòn để ra mắt gia đình, nhưng chỉ nhận lại những ánh nhìn dè chừng, nghi hoặc. Sự chênh lệch về tuổi tác và gia cảnh lại thêm bệnh tật nên cô gái Long An không nhận được sự ủng hộ từ gia đình bạn trai. Ai nấy trong nhà đều nghĩ rằng chị chỉ đang lợi dụng anh mà thôi. Chuyện tưởng chỉ có trên phim nay lại xảy ra với chính mình, khiến chị Vân cảm thấy mặc cảm mỗi khi cùng anh về nhà. Nhưng nhờ sự động viên,
an ủi của người đàn ông từng trải với lời nói chắc nịch, chỉ cần biết tôi yêu em là đủ. Cô gái trẻ lấy lại tự tin và thể hiện thật tốt tấm chân tình của mình với gia đình anh. Khi anh Chi tất bật với công việc ở Đức, chị Vân ở quê nhà tìm mọi cách để gắn kết với gia đình bạn trai. Vào dịp giỗ Tết, chị mua hoa quả, thịt gà ở quê lên cùng người nhà anh lo cỗ bàn tươm tất. Thời gian mẹ anh phải vào viện phẫu thuật vì bị bệnh, chị cũng túc trực chăm sóc bất kể ngày đêm. Cô gái có dáng người nhỏ nhắn chẳng nề hà việc gì, săn sóc mẹ bạn trai tận tâm khiến mọi người thấu hiểu hơn và dần chấp nhận, coi cô như một thành viên trong gia đình. Sau 3 năm, cả hai chính thức tổ chức đám cưới trong sự chúc phúc từ hai bên gia đình. Những sóng gió ngày đầu. Năm 2016, sau khi chị Vân chinh phục được gia đình chồng ở Việt Nam và chuẩn bị kỹ càng vốn tiếng Đức, anh Chi Thomas đón vợ sang Đức sinh sống. Dù đến với nhau xuất phát từ tình yêu thương nhưng anh chị lại ở hai thế giới hoàn toàn trái ngược. Một bên là người đàn ông gốc Việt nhưng sống theo kiểu Tây vì anh ở nước ngoài đã hơn 30 năm rồi. Còn một bên là cô gái quê mùa, cục mịch xuất thân từ gia đình nông dân nghèo khó. Cả hai có quá nhiều khoảng cách mà không biết phải bắt đầu từ đâu để xích lại gần nhau hơn. Ban đầu sang Đức, anh muốn chị phải sửa từ nếp ăn, cách đi đứng, tác phong và nhiều thứ khác trong khi chị Mười Vân, cách người thân thường gọi bởi chị Vân là con thứ 10 trong gia đình có 10 anh chị em, lại không thể thích nghi ngay được với cuộc sống ở một nơi xa xôi có quá nhiều điều lạ lẫm. Chị Vân kể, chị lấy ví dụ đơn giản như thế này để em hình dung được hoàn cảnh của chị khi ấy. Bình thường chị ăn phở, chị toàn đưa cả bát lên húp sùm sụp, chị thấy ăn như vậy mới đã đời mà thực tế là ở quê mọi người toàn ăn như vậy. Nhưng ở đây thì không, mọi người dùng muỗng, nhẹ nhàng múc rồi đưa vào miệng mà chẳng phát ra bất kỳ âm thanh nào. Còn cả chuyện đi đứng, chị vốn là một cô gái quê sống đơn giản, đi đứng cũng chẳng quá chú trọng đến dáng đi. Nhưng từ khi chị sang sống với anh, chị phải sửa cả cách đi lại, đi thật nhanh, thẳng người chứ không lẹt phẹt như trước kia được nữa. Tiếp đó là ngôn ngữ. Ở Việt Nam chị học tiếng từ giáo viên người Việt dạy nên ngữ điệu, cách phát âm chưa được chuẩn tiếng Đức. Nhưng khi sang Đức sống, anh muốn chị thay đổi để giao tiếp tốt và chuẩn ngôn ngữ người bản địa. Thế là lại thêm một vấn đề rắc rối. Đặc biệt là trong cuộc chiến ăn uống, ở đây phải dùng đến từ cuộc chiến bởi chỉ có từ đó mới có thể miêu tả hết được sự khó khăn của chị Vân. Vốn là một cô gái quê mùa sinh trưởng trong một gia đình đông con nheo nhóc, cơm ăn còn thiếu huống chi là đồ ăn ngon, chuẩn vị. Vậy mà từ khi sang sống cùng chồng, chị Vân buộc phải học cách nấu đồ ăn Việt chuẩn vị quê hương mà cái khó là chị không có đủ nguyên liệu để làm được đúng như ở quê nhà. Đã có lúc chị Vân cảm thấy ức chế, muốn bỏ tất cả để về Việt Nam sống kiểu nhà quê, để khỏi phải gò bó trong một thế giới khác chị không quen. Thấy chị căng lên, anh đành phải nhún nhường và để chị từ từ làm quen với cuộc sống mới. Dần dần, chị Vân cũng tự quan sát, học hỏi và thích nghi tốt. Thậm chí, giờ đây, các động tác làm việc, giao tiếp và ứng xử của chị Vân còn nhanh nhẹn, thành thục và chuyên nghiệp hơn cả anh. Từ câu chuyện của mình, chị Vân mới nghiệm ra rằng vốn dĩ cuộc sống vợ chồng chẳng bao giờ có thể hòa hợp được ngay lập tức. Nhưng nếu biết nhường nhịn nhau, thì từ tình yêu người ta sẽ tự động sửa chữa để dung hòa, thấu hiểu, yêu thương thêm đong đầy theo năm tháng. Tính đến nay, kể từ khi cặp đôi quen biết nhau đã tròn 16 năm, cô gái nghèo quê Long An ngày nào giờ đã trở thành người phụ nữ xinh đẹp, dạng người bên người chồng Việt Kiều, tận hưởng cuộc sống sung túc ở trời Tây. Suốt quãng thời gian từ lúc mới quen đến khi về chung một nhà, anh Chi Thomas luôn giữ đúng lời hứa và dành những điều tốt đẹp nhất cho vợ. Tuy cuộc sống vợ chồng đôi lúc có xảy ra cãi vã, mâu thuẫn nhưng anh Chi luôn là người nhẫn nhịn, lặng lẽ rời đi chỗ khác, chờ vợ hạ hỏa rồi lại kiếm cớ làm lành. Suốt một năm phải làm việc tại nhà vì dịch, anh cũng không ngần ngại vào bếp nấu nướng, hỗ trợ vợ chăm lo nhà cửa. Bất cứ điều gì vợ muốn, anh đều sẵn sàng làm mà không kêu ca nửa lời. Chị luôn nhấn mạnh anh Chi Thomas chẳng khác gì ông bụt sống trong cuộc đời của chị. Từ một cô gái nghèo bệnh tật yếu ớt đến mức chẳng còn thiết sống, chị đã được hồi sinh một cách kỳ diệu mà như người ta nói là chỉ có trong chuyện cổ tích. Chị nói, khi còn sống ở quê với ba mẹ, chị chỉ ước có đủ cơm ăn áo mặc nhưng từ hồi gặp anh cho đến tận giờ phút này, chị thấy mình như vậy là hạnh phúc mỹ mãn, muốn cái gì có cái đó, muốn đi đâu được đi đó, sống chẳng thiếu thứ gì nữa cả. Mang tất cả tình yêu vào căn bếp. Tình yêu của chị Vân và anh Chi Thomas khiến người ta phải trầm trồ ngạc nhiên đến ước ao, khao khát. Chị được chồng yêu thương, chiều chuộng như vậy thật mừng cho chị, nhưng cũng phải tiết lộ rằng chị đã chinh phục được cả trái tim của anh qua đường dạ dày. Chị Vân khẳng định chính từ sự khắt khe trong cách ăn uống của chồng mà chị mới có được bàn tay làm bếp như ngày hôm nay. Bởi lẽ, anh ăn rồi cho chị nhận xét, anh không bằng lòng chị lại đổ đi rồi tiếp tục mày mò làm lại cho kỳ được thì thôi.
Có những lúc chị cũng tủi thân, cũng nản lòng, cũng buồn chán lắm, nhưng rồi chị lại kiên trì tìm tòi, học hỏi công thức để làm ra được món đúng vị, không lệch chút xíu nào luôn. Kể về quá trình trở thành một đầu bếp tại gia siêu đỉnh, chị Vân bắt đầu từ những ngày còn là một đứa trẻ lam lũ ở quê. Nhà đông người nhưng các anh chị lớn đều phải đi làm đồng phụ giúp ba mẹ. Khi còn là bé gái chừng 9 đến 10 tuổi, chị đã phải tự nấu đồ ăn, cơm nước mang ra đồng cho ba mẹ ăn trưa. Lớn lên một chút, chị bắt đầu học hỏi các món ăn vùng quê miền Tây qua những bữa cỗ, đám giỗ, đám cưới. Có lẽ trời thương nên cũng phú cho cô gái ấy một chút năng khiếu và sự lanh lẹ nên chị Vân học rất nhanh. Trước khi sang Đức, chị Vân có ý định mở một nhà hàng đồ ăn Việt nên chị đã đi học thêm một khóa học nấu ăn để chuẩn bị tinh thần làm bà chủ. Tuy nhiên, vì lý do sức khỏe cộng thêm việc mở nhà hàng ở Đức không phải là điều dễ dàng nên chị đành chấp nhận ở nhà làm đầu bếp tại gia. Nấu ăn cho chồng, thỉnh thoảng có bạn bè người quen nhờ nấu cỗ thì chị nhận lời giúp bằng tất cả cái tâm của một người làm bếp. Chị nói, tính chị rất cầu kỳ trong chuyện bếp núc. Ở bên này gia vị để nấu đồ ăn Việt cực kỳ khó kiếm, nhưng chị vẫn phải tìm cách kiếm cho bằng được, hoặc không thì chị nhờ người ở Việt Nam mua rồi gửi qua cho. Nếu không có nhất định chị không nấu. Chẳng thế mà mỗi món ăn chị Vân làm ra đều khiến mọi người phải chảy nước miếng vì trước hết là ngon mắt, sau đó khi cầm đũa lên thưởng thức thì càng phê hơn nữa. Có lần, chị Vân nhận lời nấu cỗ cho cả một đám cưới của một người bạn Đức. Gia chủ đã cảm ơn chị rối rít vì quá ngon mà quá hoàn hảo, trong khi tất cả khâu chuẩn bị nguyên liệu, chế biến, bày biện đều do một tay chị Vân đảm nhiệm. Trong căn bếp của chị Vân luôn có hai chiếc tủ lạnh chữ đông và chữ mát để đựng sẵn những nguyên liệu làm các món ăn. Sau nhà, chị Vân còn có một khu vườn với đủ loại rau trái có thể trồng được với khí hậu ở Đức, kể cả các loại rau thơm Việt Nam để bất cứ khi nào hai vợ chồng muốn ăn đồ ăn Việt như bún riêu cua, phở, bánh. Là chỉ cần 15 đến 30 phút chị Vân đã có thể dọn món ra bàn. Tất nhiên, người ta làm gì cũng cần có động lực, và động lực của chị Vân chính là tình yêu của chồng dành cho chị và tình cảm của chị đối với chồng. Mỗi lần chị Vân vào bếp, anh không làm được bếp chính nhưng cũng đứng phụ giúp vợ nhặt rau hoặc rửa bát. Chị kể, chị cứ bày cái gì ra xong là anh đứng ngay cạnh dọn luôn. Chẳng thế mà căn bếp nhà chị chưa bao giờ bừa bộn, dù ai cũng biết là nấu món Việt cầu kỳ hơn món Tây gấp trăm lần, đủ thứ nguyên liệu, gia vị cầu kỳ. Trải qua quãng thời gian thơ ấu nhiều buồn tủi, mệt mỏi vì bệnh tật, chị Vân giờ đã được đền đáp xứng đáng với cuộc sống hạnh phúc bên người chồng có 102. Đôi khi hạnh phúc bắt nguồn từ những điều bình dị xung quanh và ao ước cũng đơn thuần đến lạ. Ngẫm nghĩ lại chặng đường đã qua trong cuộc đời phù phiếm khi được khi mất, tới giờ tôi chỉ cần có anh và sự chăm sóc chu đáo, ân cần của anh đến cuối cuộc đời là đã mãn nguyện. Từ khi có anh, tôi không còn cảm thấy có điều gì bất hạnh. Tôi giống như một khúc gỗ mục quăng bên đường, không ai thèm nhìn nhưng anh dám nhặt về, chùi rửa, nâng niu mỗi ngày để trở thành gỗ quý của anh, chị bày tỏ. Duyên số cho chị Vân gặp được định mệnh của cuộc đời và vượt qua muôn vàn khó khăn trắc trở, chị đã biến câu chuyện tình yêu của mình thành một câu chuyện cổ tích đời thực. Khó khăn có thể còn nhưng nó sẽ chỉ là chất xúc tác cho tình cảm của anh chị thêm bền chặt mà thôi. Chúc cho anh chị luôn hạnh phúc và cùng nhau đi đến cuối cuộc đời. Hãy like và chia sẻ câu chuyện đến với mọi người nhé. Xin cảm ơn.